Hello mọi người, vừa đang chúc anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Hôm nay chúc lên một cái sản phẩm cực kỳ là hot mọi người nhé, cực kỳ là hot. Cả nhà đặt hàng thì vui lòng liên hệ các hotline và Zalo của em Trung là 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage và qua kênh TikTok, YouTube vừa đang chúc anh mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên một cái dòng hồ điệp siêu đẹp và dòng hoa mới cánh sáp và màu đỏ rất là đẹp luôn đấy. Và cái dòng này có tên là cẩm tú cầu đỏ mọi người nhé đấy. Với giá là 180.000 một chậu. Bình thường hàng này trên thị trường đang bán là hơn 200.000 một chậu. Hàng giống Đài Loan, siêu hoa và siêu phân nhánh như thế này. Thế nhưng em Trung tri ân mọi người trong cái video ngày hôm nay. Với bác nào mà like video cũng như là đăng ký kênh YouTube Vườn An Trung Anh, cũng như là like và theo dõi fanpage Vườn An Trung Anh mọi người nhé. Với giá 180.000 một chậu và em Trung đi đơn từ 2 chậu. Và giá này là chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Và ship toàn quốc bên em một đơn hàng ship nhanh là 35.000 đồng. Đấy, và đặc biệt bắt đầu đi đơn từ 5 chậu là em hỗ trợ bao ship nhanh. Đấy, 5 chậu là em bao ship với giá là 180.000 một chậu mọi người nhé. Dòng cẩm tú cầu đỏ là một trong những mặt hoa đẹp và rất là mới, giống mới mọi người này. Hàng Đài Loan rất chất lượng cao mọi người nhé, made in Taiwan. Đấy, hàng Đài Loan chất lượng cao mọi người này, rất là đẹp luôn. Cây đẹp và hoa gần như là hoa lứa đầu ấy mọi người, hoa lứa đầu. Đấy, còn những cái ngồng mà cắt đi như này nó là từ bầu 280 mọi người này. Với giá 180.000 một chậu. Cái tông màu này mà khi gặp nắng mọi người nhé, nó đỏ hơn rất là nhiều luôn. Nó đỏ và đẹp hơn rất là nhiều này. Đấy, 180.000 và dòng này nó là dòng siêu phân nhánh. Nếu mà các bác chăm tốt, một cây nó đạt từ 60 đến 80 bông mọi người nhé. Một cần hoa ấy, nó đạt từ 60 đến 80 bông này mọi người nhìn này. Cứ mỗi một tay này nó lại ra một cái cần bông phụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ít nhất là 7 bông. 1, 2, 3, 4. 47 là 28 là 30 bông rồi. Đấy, thêm một cái cần này nữa mọi người này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy bông nữa. Đấy, nguyên cành hoa này mới gọi là cành hoa chưa gọi là đạt tối đa số bông nhé. Nó đã đạt được 40 bông rồi. Hơn 40 bông. Đấy, rất là đẹp luôn. Cho mọi người sưu tầm này. Gần 50 bông rồi. Bông chưa đạt mà đã được gần 50 bông. Và cánh hoa là cánh tròn như này mọi người này. Thế nên là vào cái dòng này nó ra thành chùm chùm rất là đẹp luôn. Nó rủ xuống rất là xinh mọi người nhé. Bởi vì số lượng bông nó nhiều, nó rủ chùm, thế nên người ta gọi là cẩm tú cầu đỏ. Đem cho người nhìn cái cây này. Tức là dòng này nó phân nhánh từ dưới lên trên. Đây mọi người này. Tức là nó phân không còn một cái cánh tay nào nữa luôn. Rất là đẹp như này mọi người này. Đấy, bắt đầu chốt cẩm tú cầu đỏ. Lên đơn cho em là cẩm tú cầu đỏ. Với giá là 180.000 một chậu. Và em đi đơn ít nhất là 2 chậu mọi người nhé. Cây bao đẹp, cây chuẩn, dễ khỏe, lá đẹp và hoa chuẩn màu như thế này. Và bao chuẩn hàng Đài Loan chất lượng cao mọi người nhé. Hàng Đài Loan chất lượng cao. Đấy, cả nhà nhận hàng thì vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em Trung. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán đây ạ. Bầu made in Taiwan mọi người nhá. Made in Taiwan này. Đấy, hàng này là hàng Đài Loan chất lượng cao và bao chuẩn màu, chuẩn cây như này, bộ rễ siêu khỏe và mặt hoa thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, với giá là 180 mọi người nhá. Và giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Và cái dòng này mà khi gặp nắng mọi người nhá. Các bác mà nhìn nó ngoài nắng các bác nhìn mê luôn, bởi vì cái màu bông này nó toát lên rất là đẹp luôn. Nó đỏ rực hơn mọi người nhá. Và cánh dòng này là dòng cánh tròn, cánh sáp này. Đấy, một màu đỏ rất là đẹp. Không những đẹp về thẩm mỹ, thứ hai là một màu đỏ này các bác mà trong những cái dịp khai trương này, những cái dịp lễ, mọi người trưng cái màu đỏ này nó rất là may mắn luôn. Mang lại nhiều tài lộc, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đấy, cánh hoa tròn đồng tiền mọi người này. Cánh sáp rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người đặt hàng chốt cho em là cẩm tú cầu đỏ. Đấy, gọi điện đặt hàng hoặc nhắn tin vào Zalo cho em là cẩm tú cầu đỏ. Bởi vì nhà em Trung những cái mã hồ điệp hoa cũng như là tất cả các dòng lan là rất là nhiều mã luôn. Thế nên là mọi người muốn đặt loại nào mọi người có thể là tham khảo trên các video, tham khảo trên fanpage và nhắn tin cho em Trung chứ. Nhiều bác bảo là Trung ơi gửi tất cả các loại sản phẩm để chị chọn thì thật sự là em Trung không thể mà đi chụp tất cả các mã sản phẩm nhà em Trung để chọn cho mọi người. Thứ hai là hồ điệp nó rất là nhiều loại cũng như là đa dạng mọi người nhé, cũng như là dòng đen rô. Thế nên mọi người cứ comment chuẩn cho em cũng như là đặt hàng báo chuẩn mã là cẩm tú cầu đỏ để bên em đi đơn. Và dòng này là không có nhiều mọi người nhé, không có nhiều đâu ạ, bởi vì dòng mới nó chưa nở được nhiều mọi người này. Đấy, rất là đẹp cho người sưu tầm. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Em xin phép chào mọi người và hẹn mọi người trong cái video tiếp theo.